Luật sư thông tin nóng về tội danh người bố có thể nhận trong vụ án bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành. Theo đó, vào ngày 19 tháng 7, trao đổi với phóng viên của Xin, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, người bảo vệ quyền lợi cho bé NTVA, cho biết đã gửi đơn kiến nghị đến thẩm phán Nguyễn Văn Tấn về hai bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Theo nữ luật sư cho biết, kết quả giám định pháp y tử thi và giải thích giám định pháp y tử thi đã kết luận các thương tích mà Trang gây ra cho bé VA đã có tác động đến nguyên nhân tử vong của bé. Theo những hình ảnh và video được camera trích xuất đưa ra và hai bị cáo xác nhận, Thái và Trang đã dùng nhiều hung khí để đánh đập cháu bé. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến tử vong cho bé VA. Hành vi này đã cấu thành tội giết người, có tính chất mang trợ còn hơn thời Trung Cổ, không phải là hành vi hành hạ người khác, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ nêu trong đơn. Cũng theo nữ luật sư, hành động của người bố được cho là đã cùng tham gia với Trang chửi mắng bé A. Những lần Trang đánh đập bé VA, Nguyễn Kim Trung Thái đều có mặt hoặc theo dõi qua camera. Người bố có ngăn cản một vài lần, nhưng Trang không dừng tay, tuy nhiên Thái bỏ mặc cho Trang đánh con ruột của mình. Hành động của Nguyễn Kim Trung Thái có ý nghĩa là người cùng thực hiện phạm tội với Trang. Dù Nguyễn Kim Trung Thái khai tại cơ quan đều đang đổ lỗi cho người tình của mình, song các lời khai có mâu thuẫn với diễn biến vụ án và chưa hợp lý. Theo luật sư nữ, Thái phải chịu trách nhiệm về cái chết của bé A, do đó luật sư kiến nghị Tòa án Nhân dân TP.HCM trả hồ sơ điều tra bổ sung, yêu cầu thay đổi tội danh đối với Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang từ tội hành hạ người khác sang giết người.